trung bình, mực nước trên trái đất tăng lên 3,5mm mỗi năm. Và đôi khi tôi cảm thấy như, bạn biết đấy, muốn mua mấy cái phao. Vì vậy, chúng ta không thể không thắc mắc, nếu cuối cùng chúng ta sống dưới nước thì sao? Bây giờ có bằng chứng cho thấy con người có thể thích nghi với điều đó. Người Baju, một nhóm người sống ở Đông Nam Á, đã tiến hóa để có lá lách to hơn. Lá lách là cơ quan lưu trữ các tế bào hồng cầu, dầu oxy. Khi các tế bào này được giải phóng vào máu, chúng giúp thợ lặn có thể nín thở dưới nước trong thời gian dài hơn. Nhờ đó, người Baju có thể lặn tự do ở độ sâu lên đến 780m. Để sống được dưới nước, cơ thể chúng ta sẽ phải lớn hơn để có thể hạn chế sự mất nhiệt. Động vật càng lớn càng tạo ra nhiều nhiệt. Chúng ta cũng cần phải có các ngón tay và ngón chân có màng để bơi dưới biển sâu. Cuối cùng, chúng ta sẽ không cần có hai chân nữa, chúng sẽ hợp nhất với nhau. Đôi mắt cũng có thể to hơn để nhìn được tốt hơn. Nghĩ kỹ đi, cuối cùng chúng ta sẽ trông giống người cá. Các nhà khoa học thậm chí đã xem xét đến khả năng con người có thể bay. Các sinh vật biết bay có kích thước cơ thể và quá trình trao đổi chất phù hợp. Chúng ta cần có khả năng sử dụng nhiên liệu như thức ăn và nước uống để tạo ra đủ năng lượng giúp nhấc người lên khỏi mặt đất. Ví dụ, loài chim có sự trao đổi chất rất cao. Tất cả các quá trình trong cơ thể chúng diễn ra nhanh hơn nhiều. Tim của một con chim ruồi có thể đập tới 1.200 lần mỗi phút. Trái tim của một vận động viên chỉ có thể đập nhanh nhất là 220 nhịp mỗi phút. Vì vậy, bay dường như gần như không thể. Không có áp lực của chọn lọc để loài người chúng ta mọc cánh và học cách bay. Ngoài ra, để bay được, chúng ta cần phải nhỏ hơn, xương ít đặc hơn và giảm phần lớn khối lượng cơ bắp. Chúng ta cũng phải bỏ bớt răng để đủ nhẹ. Tôi không bỏ răng đâu. Nếu cánh tay trở thành đôi cánh, chúng ta sẽ không thể làm những việc cần đến đôi tay nữa. Chúng ta sẽ trở thành những phiên bản vụng về hơn. Và để mọc được đôi cánh riêng biệt, cấu trúc bộ xương và cơ của chúng ta cần phải thay đổi hoàn toàn trong hàng triệu năm. Ý tưởng con người sống trên các hành tinh khác trong hệ mặt trời dường như không quá xa vời. Tùy thuộc vào hành tinh mà chúng ta sẽ định cư, các đặc điểm của chúng ta cũng sẽ khác đi rất nhiều. Mắt sẽ to hơn nếu chúng ta đến các hành tinh ở xa mặt trời hơn so với trái đất. Bởi vì nếu có ít ánh sáng hơn, chúng ta sẽ cần đôi mắt to hơn để nhìn rõ hơn. Da của chúng ta có thể cũng sẽ nhiều sắc tố hơn để giúp chống lại bức xạ tia cực tím có hại bên ngoài tầng ozone đang bảo vệ trái đất. Chúng ta thậm chí sẽ có mí mắt dày hơn, mà xương chân mày rõ hơn để đối phó với tác động của các tia vũ trụ. Và nếu nãy giờ vẫn chưa đủ kỳ lạ, thì chúng ta có thể sẽ phải chớp mắt từ bên này sang bên kia để bảo vệ mắt tốt hơn khỏi các mảnh vụn đến từ mọi hướng trong không gian. Vì rất có thể, lực hấp dẫn trên các hành tinh khác sẽ yếu hơn trên trái đất. Sống trên các hành tinh khác có lẽ cũng cần lỗ mũi lớn hơn để thở dễ dàng hơn, vì ở các thế giới mới đó, oxy có thể sẽ rất khan hiếm. Chúng ta sẽ có mái tóc dày hơn để bảo vệ đầu khỏi bức xạ tiềm tàng. Ví dụ, sao hỏa trung bình có bức xạ cao gấp 40 đến 50 lần so với trái đất. Chúng ta vẫn sẽ có thể sử dụng nhiều công nghệ, nhưng thay vì đồng hồ thông minh và kính, chúng ta sẽ có những thiết bị nhỏ và tinh tế hơn. Những thứ như kính áp tròng dùng để giao tiếp có thể sẽ sớm xuất hiện. Thay vì tai nghe, chúng ta sẽ sử dụng các thiết bị dẫn truyền thu nhỏ làm từ xương được cấy phía trên tai. Các nhà khoa học không biết chắc con người sẽ trông như thế nào sau 1.000 năm nữa. Nhưng họ có thể dự đoán dựa trên các kiểu tiến hóa trước đó. Vào thời Trung Cổ, tuổi thọ trung bình của con người là 35. Có nghĩa là họ phải làm việc rất chăm chỉ và sinh con từ rất sớm. Ngày nay, tuổi thọ đã tăng hơn gấp đôi. Ngày càng có nhiều người sống đến 100 hoặc thậm chí 110 tuổi. Chúng ta hoàn toàn có thể cho rằng mình sẽ sống lâu hơn thế. Còn kích thước thì sao? Tất cả các loài động vật đã tiến hóa để lớn hơn theo thời gian. Chúng ta đã thấy điều này ở khủng long, cá voi, ngựa và cả ở người. Tổ tiên của chúng ta vào 4 triệu năm trước rất nhỏ bé, chỉ cao 1,2 đến 1,5 mét. Rất có thể, chúng ta sẽ tiếp tục tăng chiều cao và chủ yếu là nhờ có chế độ dinh dưỡng tốt hơn. Nhưng cũng bởi vì gen của chúng ta đang tiến hóa, theo một số nghiên cứu, những người có chiều cao trên mức trung bình thường có nhiều gen lợi thế hoặc hữu ích hơn. Nhưng khi cao hơn,
chúng ta cũng sẽ mong manh hơn. Trong 2 triệu năm qua, bộ xương của chúng ta đã nhẹ đi. Chúng ta đã bắt đầu sử dụng nhiều công cụ hơn cho các hoạt động hàng ngày. Mọi người cũng ít hoạt động hơn kể từ khi có nông nghiệp. Vì vậy, xương của chúng ta bây giờ ít đặc hơn. Và vì ngày nay, chúng ta ngồi lâu ở bàn làm việc, nên cấu trúc xương có thể thay đổi hoàn toàn và dáng điệu của chúng ta cũng thế. Tuy nhiên, việc cơ thể cao hơn không thể tiếp diễn mãi, kích thước không thể tăng quá một giới hạn nhất định. Lý do là vì áp lực lên các mô của cơ thể rất lớn, khác với áp lực lên các mô của cơ thể có kích thước trung bình. Nếu cơ thể cứ lớn hơn, hình dạng của chúng ta cũng cần phải khác. Chúng ta cũng sẽ thấy những thay đổi đáng kể trong suy nghĩ và tính cách. Kích thước bộ não trong 6 triệu năm qua đã tăng gần 3 lần. Có thể bạn nghĩ rằng xu hướng này sẽ tiếp tục, nhưng chắc sẽ không như thế. Đáng ngạc nhiên là bộ não của chúng ta đang ngày càng nhỏ đi. Nghiên cứu cho thấy kích thước não người đạt đỉnh vào khoảng 20.000 năm trước, ngay trước khi phát minh ra nông nghiệp. Sau đó, bộ não bắt đầu nhỏ đi và chúng ta không hiểu rõ tại sao. Có một lời giải thích đó là do chất béo và protein rất khó tìm thấy khi mọi người bắt đầu trồng trọt và ăn nhiều rau hơn. Nó khiến việc phát triển và duy trì bộ não lớn khó khăn hơn. Bộ não cũng cần rất nhiều năng lượng, khoảng 20% năng lượng hàng ngày. Tính cách của chúng ta cũng đang thay đổi. Chúng ta không cần phải hung hăng như những người săn bắn hái lượm cổ đại. Việc giao tiếp xã hội cũng khác nhau. Ngày trước, mọi người không thể du lịch xa hoặc giao tiếp khi ở xa một cách hiệu quả. Vì vậy, những mối quan hệ gần gũi mà họ có là với các thành viên của nhóm hoặc bộ lạc trong vùng. Giờ đây, chúng ta có thể đi du lịch khắp thế giới, nói chuyện điện thoại, trò chuyện trên laptop, thay đổi công việc thường xuyên khi cần và thậm chí hẹn hò trên mạng. Việc này thúc đẩy chúng ta hướng ngoại, cởi mở và khoan dung hơn. Đồng thời cũng giúp chúng ta dễ thích nghi hơn với các nền văn hóa ở khắp nơi trên thế giới. Đã từng có 9 loài người sống trên trái đất khoảng 300.000 năm trước. 8 loài còn lại có lẽ đã tuyệt chủng do biến đổi khí hậu. Hiện tại có thể chỉ còn chúng ta, nhưng ai dám nói sẽ không có một loài người mới. Nhưng vì chúng ta không còn bị ngăn cách bởi khoảng cách vật lý nữa, nên điều đó khó xảy ra. Để có các loài khác nhau, con người cần phải tiến hóa trong các nhóm biệt lập. Di truyền học gọi hiện tượng xảy ra hiện nay là sự trung bình lớn. Chúng ta ngày càng giống nhau hơn qua các thế hệ. Dân số thế giới đã trộn lẫn. Mọi người không chỉ sinh con trong khu vực của họ nữa. Nếu có đủ thời gian, loài người sẽ bắt đầu trông giống nhau. Ngoại hình của tất cả chúng ta sẽ là trung bình của các ngoại hình mà chúng ta thấy ngày nay. Chúng ta từng có hàm lớn hơn để có thể nhai thức ăn chưa chế biến tốt hơn. Ngày nay, chúng ta có hàm nhỏ hơn và ít chỗ hơn cho tất cả 32 chiếc răng. Đó là lý do chúng ta thường phải nhổ bỏ những chiếc răng khôn khó chịu. Các nhà khoa học cho biết số lượng răng chúng ta có vẫn sẽ như vậy, nhưng nếu tiếp tục thay đổi thói quen ăn uống, chuyển sang thức ăn mềm hơn, hàm của chúng ta sẽ nhỏ hơn và răng thậm chí còn mọc chen chúc hơn. Tôi muốn nói là hãy cắn vỏ của các hạt này nào. Ngón tay cái của chúng ta đang dần to hơn phải không? Một số dữ liệu cho thấy một số thanh thiếu niên có ngón tay cái phát triển quá mức. Đó là vì họ chơi quá nhiều trò chơi điện tử. Cơ trong ngón tay cái của họ đã thích nghi vì chúng được sử dụng nhiều, nhưng đây không phải là đặc điểm di truyền. Một người có thể có ngón tay cái lớn hơn nhưng sẽ không truyền lại cho các thế hệ sau.